Dạ, yeah, mời em vô. Rồi, ngồi sát vô, sát vô, sát vô. Ok. Rồi, mời hai bạn mở mặt nạ mình ra nè. Coi chừng hư tóc nha. Rồi, chào hai bạn. Chào chị. Bây giờ mình ngồi vào vị trí rồi ha. Mình sẽ giới thiệu thật là lớn, to, rõ cho người bạn đối diện có thể nghe được những thông tin của mình. Mời em trai giới thiệu trước. Dạ, em xin tự giới thiệu. Em là Vũ Như Nhâm, năm nay 27 tuổi. Công việc của em là làm cho công ty sản xuất khẩu trang y tế và bộ phận là nhân viên giao nhận. Quê em ở đâu? Dạ, em sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn luôn ạ. Hiện giờ đang sống với gia đình? Dạ, đúng rồi. Mời em gái. Dạ, chào chị. Em là Nguyễn Thùy Như Quỳnh. Thì hiện giờ em là 28 tuổi. Sao hai tên giống giống nhau vậy? Này là Vũ Như Nhâm. Dạ. Em là Nguyễn Thùy Như Quỳnh. Nguyễn Thùy Như Quỳnh. Trời, hai cái tên rất đặc biệt, tên rất là lạ. Quê mình ở đâu Quỳnh? À, em sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn. Rồi, năm nay mình bao nhiêu tuổi? Dạ, năm nay em 28 tuổi rồi. 28 là sinh năm bao nhiêu? Dạ, 91. Em là 92. 92 dạ. À, 91, 92. Dạ. À, bạn trai nhỏ tuổi hơn có vấn đề gì không? Dạ, nhỏ hơn 1 tuổi không có sao chị. 10 tuổi cũng không sao nữa. Tới hồi mà chịu rồi là 10 tuổi cũng không sao, mà không chịu rồi 1 tuổi cũng không được, mà có lớn hơn cũng không xong. Anh ha, hỏi cho vui thôi, tuổi tác không quan trọng. Công việc của em cụ thể là như thế nào? Hiện giờ em đang là giáo viên tiếng Anh tại trường quốc tế ạ. Cấp 1 ạ. Cấp 1. Đang sống với ba mẹ? Dạ đúng rồi. Còn nhà mình ở đâu? Nhà ở ngay quận 5 luôn ạ. Quận 5 luôn. Em nãy em nói quận mấy? Dạ em ở quận 10. Quận 10, năm 10. Tôi ở quận 15. Dạy tiếng Anh, em dạy chưa bao lâu rồi? Thì em theo cái con đường giảng dạy này cũng được 5-6 năm rồi. À, chị rất dốt tiếng Anh. Bây giờ em hát cho chị nghe một bài nhạc tiếng Anh để chị có tinh thần là bữa nay chị nói chuyện tiếng Anh với em nè. Tiếng Anh của chị một chữ bẻ là ba nhưng mà đi khắp mọi nơi trên thế giới. Ghê không? Dạ. Thì hôm nay em sẽ hát một bài thiếu nhi. Tại vì ra phần là em dạy thiếu nhi cho mấy bé. Ừ, rồi. Thì dạo này trời cũng hay mưa nên thành ra là bình thường khi mưa thì em hay hát cái bài này cho các bé nghe. Rain, rain, go away, come again another day. Daddy want to play, raining, raining, go away. Hiểu không em? Dạ không. Mình biết là mưa được rồi. Rain, rain, rain là mưa thôi. Hiểu chi cho nhiều. Trời, giống chị đi, mình phải đoán cưng ơi. Dạ. Mà hát hay không? Cô giáo hát hay không? Dạ, thì em thấy là khác hay chị. Rồi, còn bây giờ công việc của em là hàng ngày đi giao nhận. Em giao nhận ở đâu? Dạ. Ở trong công ty hay là chạy vòng vòng? Dạ, chạy vòng vòng chị. Ừ. Nhà đông anh chị em không? Dạ, nhà em thì có hai anh em, còn một đứa em gái nữa. Em gái đang làm gì? Dạ, em gái đang làm nhân viên văn phòng cho công ty. Ừ. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là biết nấu ăn, tự lập, chia sẻ hoặc là thích tham gia các hoạt động thiện nguyện. Còn điểm yếu? Ngủ nhiều, ngủ hơi bị xấu, rồi bạn nhà em cũng hay nói là em ngủ hơi bị ngáy. Dễ hả? Dạ. Với lại có khi đôi lúc là cũng như là bị lười vậy. Lười là lười gì? Lười làm việc, lười tắm rửa, lười dọn dẹp hay là lười cái gì? Tất cả mọi thứ. Tất cả mọi thứ đều lười. Dạ, chỉ trừ tắm thôi. Còn cái tật xấu gì nữa không? Có, hay đi nhậu thôi. Nhậu nhiều không? Dạ không, tại vì lâu lâu rồi bạn bè gặp mặt nói chung là xã giao thôi. Em uống cũng ít thôi. Có nhậu, một hai chai. Xỉn vô có quậy không? Dạ không, tính em là xỉn vô chỉ về ngủ thôi. Điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì? Điểm mạnh của em thì em thường hay biết lắng nghe chia sẻ. Và em hay biết phân tích cái vấn đề như thế nào là đúng hay là sai. Với lại nhiều người nói với em và nói chuyện với em cảm thấy rất là thoải mái. Còn về điểm yếu của mình thì em hay nóng tính. Với lại khi mà em buồn ngủ á, cảm thấy khó chịu lắm. Ý là nhiều người nói em khó chịu lắm. À, là mình buồn ngủ mà khó chịu với những người xung quanh luôn á. Đúng rồi. Rồi có đi dạy có khi nào buồn ngủ không? Không chị, tại mấy bé năng động lắm nên thành ra là mình cũng phải rượt theo mấy bé. Rồi nóng tính rồi dạy mấy bé rồi rủi rồi lỡ nóng quá kèm không được rồi sao? Dạ không, thì em biết là em nóng tính nên thành ra em mới quyết định chọn cái nghề này là tại vì sẽ giúp cho em kiểm soát được lại cái của mình. Sở thích của em là gì? Sở thích của em thì thường là em thích đi du lịch. Rồi cũng như là em cũng thích là trang trí nhà cửa. Cũng như là làm những cái vật nhỏ. Nhưng mà bình thường thì em cũng không có được khéo tay cho lắm. Nên cái sở thích đó coi như là cũng cho qua. Ý em cũng thích xem phim. Cũng như là mua sắm với bạn bè. Bình thường là cũng thích đi chơi với bạn bè. Khi mà em đang sống với ba mẹ trong gia đình thế mình có làm việc nhà không hay là ba mẹ làm hết? Dạ cũng có chứ chị. Dạ thấy nãy giờ cái điểm yếu của anh bên này em có dính gì giống như ảnh không? Lười thì cũng có lười nhưng mà ý là việc nhà tới thì cũng phải làm. Chứ không phải là dạng. Rồi về tình trường thì sao Nhâm? Dạ tình trường thì trước đây em có vài mối tình. Nhưng mà mối tình sâu đậm nhất là cách đây một năm thì cô đó là giáo viên mầm non. À, cũng giáo viên luôn. Dạ.
thì cũng có thời gian tụi em tìm hiểu và quen nhau, thì cũng có nhiều chuyến đi kỷ niệm với nhau. Rồi sau này hai đứa không có tiếng nói hay cãi vã với nhau đâu. Chia tay sau một thời gian em biết là cô đó là quay lại với người yêu cũ, nên em đành là im lặng rồi đi. Mày còn nhớ cô đó không? Dạ không chị. Chị qua rồi thôi ha. Dạ. Thế còn em, tình trường mình thì như thế nào? À thì cái mối mà em cũng nhớ nhất là cũng chỉ một mối và cũng cách đây khoảng một năm. Thì là do hai bên không hiểu nhau với lại do khoảng cách địa lý nên thành ra là... Cách địa lý là anh đó ở đâu? À anh đó ở New Zealand. Là người Việt Nam hay người nước ngoài? Dạ là người nước ngoài. À là tại vì làm trong môi trường mình đó phải không? Tiếng dạ. Anh rồi đó phải không? Rồi lý do sao chia tay? Cũng là do khoảng cách địa lý. Với lại mình quen mình đã biết ở xa rồi. Dạ thì lúc đó thì bất chấp nhưng mà thôi sao cảm thấy là không hiểu nhau nhiều quá. Có lẽ tình yêu nó cũng chưa đủ quá sức lớn với lại cũng chưa phải cái duyên của mình. Đó là bình thường, chắc có vẻ là cũng ba mẹ cũng cưng đúng không? Muốn ở chung với ba mẹ không muốn ra riêng đúng không? Mai mốt là lấy chồng đi qua nhà chồng ở rồi làm dâu được không? Dạ được chị, vấn đề đó em không có ngại. Mà chắc là không làm được tốt thôi nhưng mà mình sẽ cố gắng. Em cũng đang sống với gia đình đúng không? Thì ví dụ mình lập gia đình là mình sẽ sống chung với ba mẹ hay là mình sẽ ra riêng? Dạ cái đó thì do hai đứa thôi. Muốn ra riêng cũng được, nếu mà muốn sống chung thì cũng được. Tại vì là tính em là rất thoải mái, là tự lập rồi, nên cái gì em cũng biết làm hết. Ba mẹ có khó không? Dạ ba mẹ em thì không khó. Có một điều là phải theo đạo. À em có đạo không? Dạ em minh Phật. Rồi sao? Cái này thì chắc cũng phải bàn thêm. Phải bàn thêm á. Nhưng mà chị nghĩ bây giờ cũng thời buổi giờ cũng thoáng rồi. Nhà chị là đạo Phật gốc luôn á. Nhưng mà em dâu chị cũng đạo Chúa. Rồi cũng sống giờ mười mấy năm, hai đứa con bình thường hạnh phúc. Đạo ai nấy giữ. Dạ. Thì ý là nếu duyên đủ lớn. Đủ duyên lớn. Nói chung quan trọng là yêu nhau hay không thôi. Dạ. Bây giờ em mong muốn tìm một người bạn trai là người như thế nào? Thì em mong muốn tìm một người biết quan tâm, chia sẻ, không bảo thủ, hiền lành, dễ thương. Về ngoại hình, bởi vì em cũng khá thấp nên thành ra em thích bạn trai em cao, thì tầm khoảng 1m7. Em cao được nhiêu em? Dạ 1m66 chị. 66 à? Dạ cũng được. Rồi gì nữa không? Tiêu chuẩn mập ốm, tóc tai, quần áo, ăn mặc. Dạ ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, tại vì cái ngoại hình không cần phải trau chuốt nhưng mà cũng là cái khá quan trọng, cũng phải gọn gàng. Còn em? Dạ. Bây giờ em thích một mẫu người bạn gái như thế nào? Ngoại hình thì nói chung là thấp hơn em một tí cũng được, dễ thương. Biết lắng nghe và biết chia sẻ và cảm thông cho nhau. Lỡ mà có tình huống cãi vã gì đó thì cũng biết gọi là nhường nhịn nhau rồi phân tích để giải quyết vấn đề. Nếu không có nóng giận lên quá thì sẽ bị hư bột hư đường. Rồi là cũng ít ghen lại. Em có làm gì không mà em sợ người ta ghen? Dạ thì nói chung là em thì thời thích em đi chơi du lịch này nọ thì cũng có giao lưu với bạn bè. Thì cũng có một số gọi là bạn nữ hay bạn nam gì đó, nhưng mà cũng là đối với em là chỉ là tình bạn thôi. Còn trong tình yêu đó với em là chỉ có một và một thôi, nên em muốn là bạn đó không ghen là được. Thì em phải giới thiệu rõ ràng những mối quan hệ. Dạ đúng. Em có sẵn sàng giới thiệu bạn gái em với những bạn bè của em không? Dạ có chứ chị. Cái việc nó không có quan trọng đâu. Mình yêu nhau, mình hiểu nhau, mình phải có niềm tin. Dạ. Nhưng mà giờ vấn đề quan ngại, giờ chị hỏi em cái nên là nãy chị hỏi bạn gái rồi. Vậy thí dụ như giờ hai đứa yêu nhau nè, mở ra hợp, phù hợp, tìm hiểu yêu nhau nè, nhưng mà giờ bạn gái không theo đạo rồi làm sao? Mà không theo đạo thì mình sẽ giải quyết là đạo ai nấy giữ cũng được. Sau này con cái thì cứ hợp bên nào thì cứ theo bên đó. Thì ra chị chỉ hỏi để hiểu cái tư tưởng của nhau chút xíu thôi. Đó, em tìm đi, có ảnh ở trọng đó. Đâu rồi, em có hình không? Rồi tìm đi, có cổ ở trọng đó. Dạ. Một tấm một thôi là coi được rồi, coi chi cho nhiều nó rối. Đâu? Dạ đây nha. Tại sao em chọn cô đó? Lý do gì? Vậy thì hồi nãy bạn ấy có nói là bạn ấy hơi thấp, thì em đoán có thể khả năng là... Trời, người ta ngồi mà, em thấy thấp luôn hả? Dạ, thì em đoán là... Ngồi mà cũng đoán được thấp hay thiệt. Bên đây, anh nào? 1, 2, 3, 4, 5, 6 anh. Chọn đại đi. À, theo em đoán thì chắc là cái anh mão quát làm sao? Lý do sao chọn anh đó? Cũng biết nữa. Thôi, đó cũng chỉ là suy luận. Bây giờ chúng ta sẽ mở cửa trái tim xem coi sự phỏng đoán của các bạn ngày hôm nay có trúng hay không nha. Mở cửa trái tim. Chào em. Sao cơ? Hình như không giống lắm. Rất quốc rồi đó. Cảm ơn rồi. Tặng cho qua trái tim đi cơ. Dạ, em cảm ơn. Dạ, em cũng có cái tặng cho anh. À, cảm ơn. Ảnh là đoán em đúng đó. Dạ.
như là anh mẫu xanh thì đó, chứ còn gì nữa. Khi mà cái cửa trái tim này mở ra thì cảm nhận đầu tiên của hai bạn là như thế nào? Thấy bạn nữ rất là xinh, rất là dễ thương và có giọng nói rất là hay đấy chị. Còn em? Dạ, em thấy anh mặc phục hậu. Mặc phục hậu khác công hình phải không? Dạ, hồi nãy em cũng nghi nghi rồi mà. Nghi mà không chỉ, thấy không? Gì chưa tới, chưa xui khiến. Quà gì đây em, mở ra coi quà gì nè. Dạ. Chị hay tò mò mấy vụ người ta tặng quà nhau lắm, tại không ai tặng quà chị chứ. Ồ, cái găng tay. Lý do sao tặng cái găng tay vậy em? Dạ, tại vì hồi nãy em cũng chia sẻ là sở thích của em là thích trang trí nhà cửa với lại thích những cái nội thất nhà bếp. À, mà em cũng thích chồng em là sau này vô nấu nướng chung với em. Vợ chồng là có tâm hồn ăn uống nha. Biết nấu ăn không? Dạ biết chị. Nấu ngon không? Rất nhiều món. Vậy hả? Dạ. Món gì ví dụ? Dạ, nói chung là mấy món nướng BBQ hay là mấy món cơm truyền thống. Trời, BBQ nướng lấy cái bao tay này và bưng ra bưng vô là hợp lý rồi ha. Dạ. Tự nhiên nhắc tới ăn đói bụng rồi quý vị ơi. Tới giờ ăn trưa rồi. Dạ, xin mời những món ăn của nhà hàng Vợ Họ Food. Xin mời hai bạn thưởng thức món ăn rất đặc biệt của nhà hàng Dậu Hậu Food. Canh dừa tiềm gà ác bông trùng thảo, cua lột rang tỏi ớt nè, mực hoàng kim chiên giòn và cơm chiên bào ngư tay cầm. Wow, món ăn trưng bày rất là bắt mắt, rất là đẹp luôn, mà đảm bảo chắc chắn rất là ngon miệng. Tường đói bụng quá rồi, Tường cũng phải vào trong ăn cơm đây. Mời hai bạn thưởng thức một buổi trưa với nhau thật ngon, rồi tâm sự với nhau ha. Ít phút nữa chị Tường sẽ quay lại. Dạ. Tự nhiên vừa ăn vừa trò chuyện nha em nha. Dạ. Rồi. Chúc hai bạn ngon miệng. Mời Quỳnh ăn. Chị em hỏi là bình thường mình đi làm như vậy á anh, thì mình hay chạy ngoài đường á anh? Đúng rồi, thì công việc nó ở các quận khác nhau. Mà như vậy thì cái thời gian làm việc của mình như thế nào vậy anh ha? Mình làm theo giờ hành chánh thôi. Có khi nào mà công việc là tự nhiên ban đêm cái người ta gọi cái anh phải đi không? Không, tại vì bình thường công ty nó làm buổi ban ngày thôi, hành chánh thôi. Còn ban đêm mà thường rảnh thì anh cũng có làm thêm, như chạy xe công nghệ này nọ. Ừ. Kiếm thêm thu nhập. Hồi nãy em thấy em nói là em thích đi du lịch, thì không biết là em thích đi du lịch kiểu nào nha? Em là cũng thuộc dạng dễ tính, đi du lịch kiểu gì em cũng thấy, nhưng mà miễn là đừng có kiểu khổ quá. Trước ra thì anh cũng thích đi du lịch lắm. Anh cũng có một cái team đi gọi là đi phượt á, mỗi tuần hoặc mỗi tháng đều có những cái chuyến đi với nhau. Cuối tuần nữa anh có hay tham gia một số cái chuyến đi thiện nguyện của đội công tác xã hội á, đi sơn vẽ tô cho các trường. Thì không biết thì cuối tuần em có rảnh không nha? Thì thường em làm bên trường thì tự làm từ thứ hai đến thứ sáu thôi. Vậy chủ nhật là em khá rảnh. Nếu mà được thì có thể mời em đi tham gia chung với hội anh nè. Dạ, nhưng mà nãy anh nói là mỗi tuần với lại mỗi tháng là bên nhóm bạn anh đều có đi du lịch hả anh? Đúng rồi, thường thường là đi là tối thứ bảy hoặc chiều thứ bảy, có thể là tối thứ sáu đi thứ bảy chủ nhật về. Vậy khi mà anh có bạn gái mà bạn bè anh rủ đi như vậy á, thì làm sao mà anh phân bố thời gian được? Cái đó thì mình sắp xếp cái nào mà thấy thuận tiện hơn, nếu như mà mình sẽ ưu tiên bạn gái hơn. Sau này cái dù gì thì gia đình này nọ thì vẫn phải ưu tiên hơn. Anh có hút thuốc không anh ha? Anh không biết hút thuốc. Dạ. Vì hồi nãy em có nghe nói là anh hay đi nhậu ha anh? Tại vì thực ra là do hồi xưa là cũng đi bạn bè sinh nhật đám này nọ thì mấy đứa bạn nó cũng rủ đi, rồi bắt đầu uống tập tành, uống dần. Mà sau này thời gian đây là bớt uống lại. Lý do gì mà vì sao mà mình bớt uống lại? Nói chung là uống nhiều nó cũng không có tốt. Nó có tác hại phụ nên mình không muốn uống nữa. Dạ. Thì ngoài cái nhậu ra thì mình còn cái tật xấu mà không? Rất là anh không hút thuốc, không có cờ bạc, nó rất là đơn giản thôi. Đi du lịch gì là chắc anh đi hết Việt Nam rồi hả? Cũng không hết đâu. Còn phía ngoài Bắc Hà Nội đổ lên thôi, mới đi Hà Nội trở lại thì cũng tạm tạm. Vậy là cái kiểu của anh đi chắc là đi xe máy đi phượt. Cũng có thể là một, thứ nhất là xe máy đi phượt, hai là mình đi du lịch, đi tour của công ty, hoặc là mình đi mình thích mình cứ đi máy bay, đi ra mình muốn tham quan đâu đó thì mình cứ bay ra đó mình đi chơi thôi. Em ít khi mà đi có dịp đi kiểu như ngồi xe máy mà đi từ tỉnh này qua tỉnh kia lắm. Không biết em có thích đi Đà Lạt không nhỉ? Em không có duyên với Đà Lạt. Thì mỗi lần em lên Đà Lạt là em đều bị hư đồ. Hả? Hoặc là hai lần gần đây thì một là em bị gãy mắt kiến, lần còn lại là em bị hư điện thoại. Nên em không có duyên với Đà Lạt lắm. Còn anh thì rất thích đi Đà Lạt. Một năm có thể là 6-7 lần đi Đà Lạt luôn. Ăn đi. Người ta muốn ăn không có ăn, mình ngồi ăn không chịu ăn. Nãy giờ có bàn tới chuyện hẹn hò, yêu đương gì chưa, hay là cứ hỏi vòng vòng thông tin ở xung quanh vòng ngoài thôi? Cũng có hỏi ảnh nếu như có bạn gái thì cuối tuần ảnh sẽ chọn đi du lịch với bạn hay là
định thời gian với bạn gái. Sao bây giờ cuối tuần giờ có bạn gái thì làm sao? Thì đi du lịch với bạn rồi dẫn bạn gái theo. Ủa bạn gái không thích đi du lịch chung với bạn của em rồi sao? Thì lúc đó chắc em ở nhà với bạn. Theo em trong sống vợ chồng thì ai sẽ là người điều khiển quản lý kinh tế? Em nghĩ là phụ nữ sẽ tốt hơn. Tại vì bản tính em tiêu chi tiêu bằng tiền thì không có hợp lý. Nếu như mà quen nhau thì em nghĩ bao nhiêu lâu nữa mình tiến tới hôn nhân? Ừ, thì em muốn là quen cũng phải ít nhất một năm. Thì lúc đó thì mới có thể đủ để biết được là cái bạn đó có thích hợp hay không. Rồi bao lâu nhau thì sau thì sẽ có con? Cái này cũng là do duyên thôi chị. Tại vì con là trời cho. Không, nhiều chứ khi bây giờ còn sắp xếp thích. Bây giờ các bạn trẻ đa số là có kế hoạch. Bây giờ lấy nhau người ta muốn bao lâu à? Có nhà, có cửa mới có con cái. Hay là muốn sanh sớm để sau này nhàn. Thí dụ vậy người ta đều có kế hoạch hết chứ em. Y khoa mà em nói chuyện rồi tùy duyên. Cũng có tùy duyên nhưng mà cũng có sắp xếp. Người ta chủ động. Hoặc là nhiều người ta còn coi tuổi có đồ nữa. À em thì không có coi tuổi. Ý là nó dính thì đẻ thôi. À dính đẻ thôi. Dạ, đơn giản. Thoải mái. Rồi, mời hai bạn bóc những lá thăm, những lá bài trong này lên. Đây là vui thôi, để các bạn có thể hiểu nhau nhiều hơn. Rồi, mời bạn trai bóc trước nè. Dạ, em đi dạy xanh đi. Màu xanh hy vọng, đọc lớn lên nè. Thể hiện 5 tiếng cười khác nhau khiến đối phương vui nhất. Trời ơi, em muốn em cười hay là em muốn bạn gái cười? Tại vì cái sau chưa biết là cái gì. Nếu bây giờ em làm thì lần sau là bạn gái. Bây giờ em cười đi. Em cười phải không? Dạ. Em kiểm tra giùm chị nha, đúng tiêu yêu cầu trong đây không là bị phạt nha. Cười ra tiếng nha, 5 tiếng cười cho tôi cho được nha. Trời ơi. Cười lớn lên coi. Chát thiệt luôn. Đủ chưa? Dạ đúng rồi. Đạt tiêu chuẩn không em? Cũng hài hước lắm hình. Cũng hài hước. Sao vậy em thấy em cười gì trơn vậy? Gì cho nó hấp dẫn xíu coi nè. Đó, lựa đi. Hãy tưởng tượng hai bạn đi dưới mưa. Hãy bế bạn nữ đi hai vòng quanh bàn và hát một đoạn ca khúc bạn thích nhất. Hiểu không? Dạ. Hiểu không? Dạ hiểu rồi. Ăn rồi, có sức chưa? Dạ rồi. Rồi mời em qua đây. Đầu tiên hai bạn hãy nắm tay nhau đi dưới mưa. Rồi sau đó trời mưa, xong em ẵm bạn gái lên, vừa đi hai vòng vừa hát. Em biết hát không nổi thì nhưng mà em rap được. Rồi. Rồi bây giờ hai bạn đi dưới mưa đây nè, rồi ẵm lên nè, chừng nào mưa rồi ẵm lên nha. Rồi đi đi. Coi như tôi vô hình đi. Bữa hẹn là đầu tiên. Đi dọc. À, mưa rồi kìa, mưa rồi kìa. Ẵm nổi không nha, đừng để người ta té nha. Ô, hai vòng quá dữ. Bộ anh nước rất nhiều. Mày anh thúc mắc đây nha. Bộ anh thì đi lại cuộc người anh lại thấy tiền nha. Điều này rồi mình không về, không liên lạc được gì cả. Chị để lại một quán giấy, đừng lọ đến nơi cô đi chơi xa. Ồ, em mời đi chung với anh, đi đến nơi không về đưa sân. Trời ơi, mới có vòng rưỡi thôi đó. Hết hơi rồi chị. Rồi thôi được rồi, cảm ơn dạ. Em cảm nhận thế nào em? Sợ chị. Sợ rớt hả? Đủ sức khỏe không? Dạ đủ. Vòng tay vững chãi không? Dạ. Nhịp tim ổn định? Dạ, ổn định chị. Cảm nhận như thế nào? Dạ, nói chung là vui. Vui. Dễ bị hụt hơi quá. Dễ bị hụt hơi quá. Dạ. Có tập thể dục không em? Dạ cũng có chị. Hai bạn nếu mà có đến với nhau, tìm hiểu nhau nên có chế độ ăn kiêng và tập thể dục cùng nhau nha. Chứ mà mốt mà đẻ con nữa là phì lắm nha cưng nha. Mình đã thấp rồi mà còn mập nữa, mới đẻ con nữa là mệt lắm luôn á. Dạ. Có động lực rồi đó. Hai bạn nhìn nhau có động lực để tập thể dục nha. Cũng khó kiếm được cặp xứng đôi vậy lắm á. Bây giờ thật ra chị hỏi em nè. Em nhỏ hơn bạn gái 1 tuổi đúng không? Dạ. Em nghĩ là mình có đủ sự chín chắn và trưởng thành để có thể che chở, bảo bọc và quan tâm. Dạ thì em nghĩ là có chị. Em đã sẵn sàng để tiến tới hôn nhân chưa? Dạ đã có rồi chị. Em đã chuẩn bị những gì cho cái cuộc sống vợ chồng? Nói chung là chuẩn bị một chút ít rồi. Rồi. Còn sau này bắt đầu là nếu mà quen đi với nhau tới thì mình sẽ lập kế hoạch và tiến tới lâu dài hơn nữa thì sẽ chuẩn bị nhiều hơn nữa. Rồi. Bây giờ chị Tường cho mỗi bạn 30 giây nữa, chúng ta nhìn thẳng vào nhau. Va chạm cũng va chạm rồi ha, thể hiện nói chuyện tâm sự ăn uống cùng nhau rồi. Hai bạn hãy nói cho nhau nghe cảm xúc thật nhất của mình lúc này. Mình cảm nhận về cái cuộc gặp mặt này như thế nào. Rồi mời hai bạn. Em cảm nhận gì về anh không? Em cảm thấy anh cũng khá hài hước, cũng dễ thương, cũng có bàn tay vững chãi. Dạ, với lại em cũng cảm nhận là anh là người ấm áp. Còn em thì anh thấy cảm nhận là em là một là giáo viên. Tại cái nghề giáo viên là anh biết là cũng hiền, cũng biết dễ nghe, quan tâm và biết kiềm chế cảm xúc.
thì anh thấy là rất là tốt và ở với nhiều phụ nữ. Còn về phần mà sau này mà nếu mà có gia đình á, nếu mà không biết gì thì anh có thể giúp em. Tại vì thực chất là nấu ăn thì anh vẫn nấu được, còn một số việc nhà thì vẫn chia nhau và san sẻ nhau, giúp nhau thôi. Đây cũng một chàng trai khá chân thành đó, nói cũng rung đó, rung không phải lo rung mệt đâu. Chị biết không phải mệt là một chuyện, nhưng mà cái rung này là cũng một cái sự bối rối khi mà nói những cái lời. Thì ít có ai có thể nói được những cái lời mà nó chân thành và nghiêm túc khi mà có nhiều người xung quanh cũng rất là ngại. Thì chị thấy là hai bạn cũng về hình thức thì cũng khá hợp lý. Đây là cái nhìn cá nhân của chị thôi. Còn cái việc mà cái cảm xúc, cái rung động bên trong của các bạn thì chỉ có các bạn mới cảm nhận được thôi. Thì bây giờ đến lúc quan trọng nhất, thì cái nút bấm này là cái nút bấm để mà hẹn hò, tìm hiểu và để tiến tới hôn nhân. Nếu chúng ta có sự đồng cảm, có rung động thì chúng ta mới bấm. Còn không rung động thì chúng ta không bấm, vì lịch sự không bấm thêm bất cứ một lý do gì. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm và sau 3 tiếng đếm của chị Tường, nếu đồng ý hai bạn bấm mạnh, không đồng ý thì mình lấy tay ra nha. Mời hai bạn nhắm mắt lại. 1 2 3. Hết thời gian. Em có bấm không gì? Dạ không ạ. Lý do tại sao em không bấm? Tại vì em hồi nãy em có tiếp xúc với lại bạn nam á, thì em thấy là giống như cầm tay bạn bè. Là ở phía em hay là em cảm nhận ở phía anh này? Về phía em thôi. Là em chưa có một cái cảm xúc của rung động của cái trai gái, có nghĩa là chưa chạm được cái cảm xúc của em. Dạ. Em có suy nghĩ như thế nào? Dạ, nói chung là cũng bình thường rồi chị. Tại vì mình tôn trọng cảm xúc của bạn gái. Tại vì mỗi người có đều có suy nghĩ khác nhau. Mình không có đặt áp nặng cái một vấn đề nào đó cho một người khác đối diện. Rồi, mời hai bạn đứng lên. Sự hai bạn không bấm nút thì chị Tường cũng rất là buồn. Buồn là vì mình không có tròn cái trách nhiệm mai mối của mình thôi. Nhưng mà Tường rất là tôn trọng, vì đó là những cái cảm xúc rất thật. Trước mắt là mình có lỗi với mình mà mình còn không có lịch sự với những người xung quanh nữa. Tường thấy hai bạn đều rất là dễ thương, rất là đáng yêu, ai cũng rất là chân thành. Vậy Tường hy vọng là qua chương trình ngày hôm nay rồi thì các bạn cũng sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình. Dạ chị ơi, chào mọi người. Buổi casting của bạn muốn hẹn hò ha, thì mọi thông tin nghề nghiệp, tên tuổi này, câu chuyện của mình thì chị sẽ là người tự chủ động chia sẻ giúp cho em ha, chứ đừng có chờ biên tập là hỏi ha chị ha. Bây giờ chị giới thiệu giúp em là tên tuổi, họ tên, nghề nghiệp, quê quán của mình với. Mình tên là Lan Thị Bạch Tuyết. Mình sinh năm 1983. Mình ở, thực tế ra là mình đang ở quê quán mình là ở thành phố Hồ Chí Minh. Do tính chất công việc thì hiện tại nên mình ra đảo, mình côn đảo mình làm việc. Mình đã ly dị lâu rồi, và hiện tại mình có một bé trai, năm nay cũng được 15 tuổi. Mình làm trong cái ngành khách sạn và bù phòng, là khách sạn bù phòng. Hiện tại là mình đang làm tại Systensis Côn Đảo Resort. Chị nói rõ giúp em là chị làm gì ở khách sạn ạ? Nhân viên bù phòng. Rồi. Chị kết hôn được bao nhiêu lâu? Mình kết hôn cũng được cỡ 3 năm rồi, sau đó mình ly dị. Mình kết hôn từ năm 19 tuổi. Sau đó thì ly dị. Sau đó mình ly dị, giờ tới hiện tại, tới bây giờ luôn, vẫn chưa có kết hôn lần nữa. Mình ly dị được bao lâu rồi chị? Cũng được 15 năm rồi. 15 năm. Rồi, chị cho em biết là lý do sao mà hai người gặp gỡ nhau như thế nào, rồi lý do tại sao hai người lại ly hôn? Vấn đề là tụi mình là học sinh, học cùng nhau chung năm lớp 12, sau đó hai bên ngồi chung bàn, và quen nhau từ đó. Còn mà vấn đề về chia tay là do là anh ấy có người khác và có đứa con cũng lớn hơn mình. Có đứa con cũng được cỡ tầm 2 tuổi. Sau khi biết việc đó nên là mình cũng nên ly dị. Là chị ơi, tức là con riêng của chồng cũ của chị ấy, là lớn tuổi hơn con trai của chị hiện tại hả? Đúng rồi. Có nghĩa là trong thời gian kết hôn là chị kết hôn 3 năm chị mới có con, thì trong 3 năm đó là con anh ấy đã được 2 tuổi rồi. Đúng rồi. Tức là lúc kết hôn với chị là cái người kia là đã có bầu rồi. Đúng rồi.
Không, thật ra là lúc là tụi chị kết hôn là đã gần một năm sau là anh đã quen người đó và có con. Và bây giờ là anh chồng cũ của chị là đang sống với cái người kia luôn. Vâng, đúng rồi, vẫn còn là sống chung. Còn chị thì nuôi con. À, cũng đúng. Tại vì bạn ấy không, lúc đầu là bạn ấy cũng kêu mình phá thai. Nhưng mà mình nghĩ là do mình một bạn người nên là mình không có bỏ và vẫn nuôi và không cần tiền chu cấp của bên gia đình chồng, nên là từ đó giờ mình vẫn nuôi con được, mình vẫn có trách nhiệm. Trời ơi, mình là vợ chính thức luôn, có cưới xin cưới hỏi đàng hoàng luôn mà con mình ra lại còn như vậy nữa hả? Đúng rồi. Trời ơi, thế vẫn chưa bị nghiệp tại quật hả chị? Nghiệp quật rồi. Tại vì biết sao, tại vì họ giống như là gia đình họ là người Bắc, họ nghĩ là anh cậu bé anh chàng đó là đã là con trai thì đôi khi mà chồng mình là con trai trưởng, con trai lớn trong nhà thì có một anh con trai, nhưng mà khi mình thấy mình lúc mà tại vì trong thời gian làm thủ tục ly hôn á thì mình đâu biết mình mang thai. Tới lúc mà xong xuôi hết trơn á mình mới biết mình có, thì mình sao mình đòi hỏi người ta được, sao mình đòi hỏi người ta là phải có trách nhiệm. Nhưng mà ý họ quay lại thì đã ly hôn rồi mà vẫn bắt chị kêu chị là bỏ con đi hả? Thì kêu giờ có rồi thôi bỏ đi, tại vì họ nghĩ là tốt cho mình đó, nhưng mà mình cũng không có muốn. Họ sợ trách nhiệm thôi chứ tốt gì cho mình chị. Thì mình hãy nghĩ tốt gì cho họ đi, mình đừng có nghĩ gì khác. Thôi em không, vậy em mới hỏi chị câu là đã bị nghiệp quật chưa? Có nghiệp quật rồi. Nghiệp quật sao rồi chị? Mười mấy năm trời dính vô đường ma túy là nghiệp quật rồi. Ừ, thôi. À, hèn chi giờ chị nghĩ tốt cho người ta thôi, nghiệp quật cũng đủ rồi đúng không? Chính xác là vậy. Thế bây giờ con trai chị là đang ở thành phố với lại gia đình chị hả? Đúng rồi, bé đang ở thành phố và đang ở với bà ngoại. Còn chị thì đi làm thì thỉnh thoảng chị mới về thôi. Đúng rồi, cỡ 3-4 tháng mà lựa vào thời điểm mà ít khách bé mới bay về, ít khách du lịch là mình bay về. Chị ra đấy làm lâu chưa? Cũng được 1.5 năm rồi. À, mới ra đó 1.5 năm thì trước đó là chị làm gì? Chị cũng làm bên ngành này và chị cũng làm ở khách sạn ở trong thành phố đó. Tại vì do khách hàng điểm là do bị dịch bệnh á, nói chung là thành phố đóng cửa không. Cái vừa mới biết thì ngoài đây thì cái ngành du lịch vẫn còn phát triển nên là bay ra đi làm. Vừa bay ra tới khỏi đây là dịch bệnh nó bị bùng phát vào năm 21 á. Dịch nó bắt đầu thời điểm 20 bắt đầu nó mạnh á, là mình phải ra đây mình làm. Mình làm đây luôn. Rồi, thế là sắp tới mà ghi hình là bay về đây để ghi hình rồi thăm con luôn được đúng không? Đúng rồi. Tại vì mới Tết vừa rồi mới về nhà mà. Tại vì Tết vừa rồi mới về nhà xong. Dạ rồi. Chị có điểm mạnh điểm yếu gì không? Có chứ, mọi con người ai cũng phải có điểm mạnh điểm yếu. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của chị là gì nè? Điểm mạnh là tiếp chị rất là thẳng thắn. Nó yêu thì yêu, mà không yêu thì nó thẳng, chứ đừng có mà nó cắt hai tay, chị không thích điều đó. Còn điểm yếu là hay mất ước lắm. Ai làm chị mất ước? Ai mà làm chị khó chịu là chị mất ước. Dễ xúc động, dễ rơi nước mắt đúng không? Dễ xúc động lắm. Nhưng mà cũng gọi là đôi khi cũng đừng qua, mình cũng mạnh mẽ, đôi khi cũng mạnh mẽ lắm. Mạnh mẽ đến nỗi mà mình đôi khi mình phải sợ mình luôn. Đó là mẹ đơn thân 15 năm mà. Thật ra trước đó cũng có một mối tình, nhưng mà một cái vấn đề nữa mà thực sự là không ai muốn quen với chị là chị vô sinh.
Chị không có khả năng chị có con nữa. Nên là lúc trước chị cũng có quen, nhưng mà người ta đòi hỏi là có con, nhưng mà chị không có con được. Nên là quen chị sau này là không có em bé lắm đó. Chị nói chung là vậy Không vô có sinh thứ khác đúng không? đẻ nữa. Không có sinh, không có khả năng đẻ nữa. Gọi là vô sinh thứ khác á. Tại vì ngưng lâu quá rồi. Không, chị vô sinh lâu rồi. Tại vì cái thời điểm mà vừa chia tay với chồng chị thì khoảng 1 năm sau chị có bạn trai, mà chị vẫn có người mới. Chứ xong rồi do là chị không đẻ được, người ta lại muốn có con. Nhưng mà chị quen nhau gần cả 5 6 năm mà không có em bé luôn. Cũng có những lần quan hệ nhưng mà không có em bé, thì chị thả cho họ đi về, giống như tìm được người mới. Thì tìm được người mới thì đụng vô là có bầu. Bây giờ ta có 3 4 đứa con rồi đó. Nên là chị biết là chị bị vô sinh mà chị nói thẳng là chị không có đẻ được, nhưng mà họ người họ vẫn muốn quen, thì kết quả không như họ mong đợi, nên là họ mình phải buông tay cho họ đi tìm người mới. Rồi, thế bây giờ là chị có năng khiếu hay tài lẻ gì không? Hát hò thì được không? Hát dở lắm, không có năng khiếu gì cả. Không có biết hát, cũng không có biết về là đàn tranh, đàn ca gì, không có biết, không có biết gì hết. Tứ đổ tường thì biết những món ăn chơi không à, chứ không có biết mấy món mà năng khiếu. Tứ đổ tường là biết chơi mấy món mà đàn ông chơi sao chị chơi vậy được á, chứ còn mà năng khiếu thì không có đâu. Rồi, thế bây giờ chị mong muốn tìm mẫu bạn trai như thế nào nè? Thứ nhất Không là không bắt biết chị sinh con nữa. này. Tống Rồi, tìm nữa. cửa lại giùm luôn. Rồi ok. Cũng không biết nữa, mình chỉ cần tâm sự được là cảm thấy Tiếp cũng ổn. Giống như người biết lắng nghe Tiếp. Tiếp Rồi có tuổi một tác cái thì nhược bạn trai điểm sao? trên tuổi Tiếp nha, hơn tuổi Tiếp cũng được. Nói hơn là bằng tuổi chị ha. Và lúc lắng nghe Tiếp là càng Tiếp cũng thích, mình cũng thích hơn. Tại vì đôi khi trong công việc đó có những cái mà cái chị áp lực đó, cái muốn cho một người biết lắng nghe mình. Ví dụ như mình áp lực quá, mình muốn kiếm một người tâm sự nghe mình nói, thì là đó cũng là một điều hay, biết lắng nghe. Rồi, quê quán của bạn trai thì sao chị? Thôi ở thành phố đi. Tức là nếu như quen bạn trai thành phố là chị sẽ về đúng không? Nếu được ở thành phố thì cũng ổn hơn. Rồi. Có điểm gì chị không thích ở bạn trai không? Gì ta? Ngoại hình thì chị yêu cầu sao? Cao thấp mập ốm sao, 6 múi hay là 3 múi hay như thế nào? 6 múi đi ha, có 6 múi càng tốt ha. Ngoại hình thì vừa cũng được, tại vì bản thân chủ gia chị cao tới 1m83 đó, miễn sao là trên 1m83 là chị thấy ổn rồi đó, đừng có lùn như vậy, không cổng chị được là chị buồn. Cao hơn chị là được, tức là 1m65 trở lên cũng được đúng không? Ok, là Phải nếu cao mà hơn chị. 6 múi thì đừng tốt. Nói chung là phải cộng Cổng hơn chị đúng không? thì không phải cổng được chị. Ví dụ chị 1m63 mà kiếm anh chàng 1m50 thì sao mà cộng được chị đúng không? Đúng rồi, chị bữa chị cũng quen một anh chàng hết rửa đâu cổng được đâu, bụng muốn chết luôn. Rồi, công việc của bạn trai thì chị có yêu cầu không? Hả? Công việc của bạn trai chị có yêu cầu gì không? Không, tại vì mọi người có một cái sở thích mà. Chị thì công việc của chị là buồn phòng, thì chị không có bao giờ chia tay công việc của người khác. Mình mỗi mỗi công việc có một cái sự tôn trọng riêng. Nhà chị ở Sài Gòn là chị ở quận mấy? Nhà chị ở quận nhất. Nhà quận nhất. Dạ rồi.
Ok chị Tuyết ha, có gì là chương trình sẽ liên hệ tiếp với chị để làm nội dung kỹ hơn nếu như có người phù hợp với chị nha. Rồi, cảm ơn bạn. Rồi, em cảm ơn chị Tuyết nhiều, em chào chị. Sinh ngày 1 tháng 11 1981. Mình đang làm cửa hàng trưởng của cửa hàng xăng dầu thuộc hệ thống xăng dầu Petrolimex. Nhà mình ở chung cư Bellaza quận 7. Mình hiện là mẹ đơn thân, có con gái là 16 tuổi. Mẹ đơn thân, con gái 16 tuổi. Rồi, chị Dung là một người như thế nào? Chị có điểm mạnh, điểm yếu ra sao ạ? Điểm mạnh thì là dạng như là điềm đạm, nhỏ nhẹ. Còn điểm yếu là cả nể. Chị có văn nghệ ca hát gì không? Có tài lẻ gì không? Không, mình không có tài lệ. Rồi. Chị mình chia sẻ cho em một chút xíu về cuộc hôn nhân mà chị đã trải qua nhé. Thì mình ly dị cách đây là 11 năm rồi. Thì hai vợ chồng về nói chung là không phù hợp, thấy không hợp nhau thì chia tay thôi. Nhưng mà hai vợ chồng là sống với nhau bao nhiêu năm? Lấy kết hôn từ bao nhiêu lâu? Chị kết hôn năm 2007, kết hôn được 5 năm. Kết hôn 5 năm. Vâng, vì cái lý do gì? Chứ kết hôn 5 năm thì bảo là không hợp thì nó chưa thuyết phục với chị. Nó phát sinh nhiều mâu thuẫn kiểu như là Ở vấn đề nào đó là chính á. chung là chị thì tính chị thì nhiều khi á, có vấn đề gì chị cũng ít nói á, thành ra là đâm ra nó nhiều khi nó tích tụ á, rồi đâm ra là nó bùng phát thôi. Thì nói chung là chồng thì có, mình thì ai cũng có cái ưu điểm khuyết điểm, nhưng mà mình cảm thấy mình không chịu đựng nữa, không tiếp tục nữa, thế nên là mình như vậy thôi. Chị thấy ở cái trong cái lý do mà ly hôn ấy thì anh đấy là anh ấy có một cái vấn đề gì không? Mà tại vì bọn em phải hỏi như này để tìm cái người mới cho chị nó tốt hơn á, thì chị Nói thấy anh chung ấy có vấn đề gì ở phía anh ấy? nói chung không có cái sự chia sẻ, Không có sự chia sẻ. mọi việc là cũng tự bản thân một mình chị. Nói chung là phải nói sao nè, nói chung là không có cái tính tự lập á, không có tự chủ, không có quyết đoán, cũng hơi lệ thuộc vào gia đình. Nên mọi việc là chỉ có một mình chị tự quyết. Rồi trong vấn đề con cái như vậy Rồi, thì cũng chỉ có một mình chị. mà bản thân chị thì là ít chia sẻ đúng không? Đúng rồi, rất ít chia sẻ, Chị tại này vì là chị nói chị một hai lần không được, thành ra đâm ra chị cũng không nói, cho nên chị cũng không muốn là mình gây gổ, chứ cha mẹ mà gây gổ trước mặt con gái thì nó sẽ không hay. Chị không muốn con chị nói như vậy. Vậy thì mình ly dị cách đây 11 năm rồi thì không biết là chị đã có những cái mối quan hệ tiếp theo chưa? Chưa em ơi, chị có đi làm công việc không? Nhưng mà chắc chắn là cũng phải có ông này ông kia tán tỉnh chị chứ nhỉ? Không, tại vì thực ra là chị là làm ở trong xăng dầu thì chị chỉ có ở trong ngành thôi, chứ chị cũng không có giao tiếp gì nhiều. Bản 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 thân của chị nhiều khi trong cuộc sống ấy, chị có cảm thấy cô đơn không? Xong rồi nhiều khi chị muốn tìm một cái ai cùng chị gánh vác cái công việc đấy không Cũng có những thì chị? đến thời điểm bây giờ thì là cần. Nhưng mà trước giờ là không 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 hề nghĩ tới và cũng không có nhu cầu tiến thêm bước nữa à? Tập trung vào làm thôi. Để lo cho con thì bây giờ nói chung là con nó cũng lớn rồi, lúc trước con nó còn nhỏ đó, cho nên là mình chị cũng không có nghĩ tới, chỉ có đi làm rồi cố gắng phấn đấu trong công việc. Hồi trước thì là chị là làm kế toán, xong rồi sau khi ly dị thì chị mới tập trung vào công việc, chị phấn đấu lên thì bây giờ chị là cửa hàng trưởng, chị quản lý cây xăng. Nhưng là tập trung hết vào công việc rồi. Không biết là con chị bây giờ 16 tuổi rồi thì cháu nó có ý kiến sao về cái việc mẹ đi thêm bước nữa chưa? Nó cũng có những cái lúc nó ích kỷ, nó cũng không muốn, nhưng cũng có những lúc thì nó lại muốn. Hiện tại là nó đang muốn hay không muốn?
Bây giờ là nó để cho mẹ tự quyết. Rồi, chị bây giờ chị cần một người đàn ông như thế nào? Chung là tự chủ, quyết đoán, không có lệ thuộc hay dựa dẫm vào ai hết. Là trụ cột. À, trụ cột. Ngoại hình một chút xíu, chị thích thích mẫu người đàn ông có ngoại hình như thế nào? Chưa 1m65 giùm chị. Dạ. Còn điểm gì nữa đặc biệt hơn nữa, cụ thể hơn nữa? Cũng như là thì đó, chị thì cũng là mẹ đơn thân cho nên là cũng chia sẻ, cũng có cái sự bao dung, nói chung là quyết đoán và độc lập, tự chủ, bao dung. Cái vị trí vùng miền của anh ấy, anh ở đâu thì hợp lý, quê quán của anh ở đâu, nghề nghiệp của anh ấy như thế nào thì chị thấy là phù hợp với lại chị à? Có thể là bằng chị. Bây giờ hiện tại công việc của chị là cửa hàng trưởng đúng không? Thu nhập một tháng của chị trung bình là bao nhiêu ạ? 15 triệu. Dạ, thu nhập 15 triệu tháng. Anh ấy đang ở thành phố hay là anh có thể ở các tỉnh lân cận, hay anh ấy là người miền nào thì chị thích hơn? Miền nào cũng được em, nhưng mà đừng miền Trung. Chị không thích miền Trung đúng không? Không. Dạ. Chị có mà thể quen xa được không? Nha. Dạ vâng. Chị có thể quen xa được không? Xa thôi. Vâng. Cũng được. Chị thích nghề nghiệp nào phù nghĩ là phù hợp với mình? Kinh doanh nhiều khi bọn em không kinh doanh hoặc làm quản lý. Kinh doanh hoặc làm quản lý. Dạ. Rồi, có cái điểm gì mà chị cực kỳ ghét của đàn ông và chị cho vào blacklist luôn? Là không có tính tự chủ. Không, không có tự quyết được một vấn đề gì, cái gì cũng phải lựa thuộc vào gia đình, chị không thích. Rồi, dạ. Đó. Anh ấy ở vùng miền nào cũng được nhưng mà càng gần thì càng tốt đúng không ạ? Đúng rồi em, đúng rồi. Dạ, dạ. Đó, bây giờ chị có bất cứ yêu cầu gì, đây là quyền lợi của chị nha, có bất cứ yêu cầu gì về bạn trai á, thì mà người đấy người ta có một cái hoàn cảnh tương đồng như mình, người ta cũng chia tay vợ xong rồi cũng có con, thì có vấn đề gì không ạ? Không em, không vấn đề gì. Quan trọng là tính cách của họ thôi, ai cũng có mỗi hoàn cảnh mà. Bây giờ là hai mẹ con mình ở Sài Gòn đã có nhà chưa? Chị ở chung cư em. À, chị ở chung cư. Rồi. Là chung cư đấy là mua luôn rồi đúng không chị? Đúng rồi, của chị. Dạ. Rồi. Rồi. Vậy là đấy, chị xem là còn yêu cầu gì về bạn trai nữa không thì chị cứ nói với lại bên em để bọn em tìm người cho chính xác. Nhưng mà chị cũng nói luôn nha, chị có xăm hình. Dạ. Nha. À, chị có xăm hình. Đúng rồi. Bạn trai mà hút thuốc hay là uống rượu xíu được không? Được, không sao. Nhiều khi công việc ngoại giao cái đó là chuyện bình thường, nhưng đừng quá đà. Không quá đà, rồi. Đừng có nghiện, đừng có nghiện. Dạ, rồi, rồi. Ok. Chăm hình thì bình thường mà. Dạ. Dạ vâng, ok, em cảm ơn chị Dung nhiều nhá. Thì hôm nay là cái buổi làm quen đầu tiên. Nếu mà chị được chọn để cho lên sóng của bạn muốn hẹn hò ấy, thì sẽ có biên tập trực tiếp làm việc với chị nhá. Rồi, chị cảm ơn em. Dạ, em cảm ơn chị, đã tìm người phù hợp chị. Dạ, cảm ơn chị. Rồi, chào em, chị cảm ơn em. Dạ vâng, chào chị nhá.